Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 18 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý, vận trình ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy tam hợp phù trợ, người tuổi Tý không ngại ngần khi đối diện với khó khăn nhờ có đầu óc thông minh và sáng suốt bạn có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn đây chính là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người trong ngày này bạn là con giáp làm việc nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên điều cần thiết bây giờ là hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này chứ không nên quá mức kiêu ngạo bởi sự kiêu ngạo sẽ dễ khiến bạn mắc phải lỗi lầm đáng tiếc càng may mắn hơn trong ngày chủ nhật này gặp được kim sinh thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận vợ chồng luôn đồng lòng với nhau bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu chữa bệnh dự đám tăng hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối dễ hao tài nhưng có lộc ăn trong chuyện tình cảm giao thiệp nên có sự dè dặt về lời nói tránh sự ngộ nhận tranh cãi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những rủi ro bị chơi xấu tranh cãi có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ không nên tự tin vào sự suy tính quá đáng của mình vì sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã sắp xếp tuy nhiên cũng không có gì thiệt hại lớn lao hãy để mọi việc tự nhiên chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu chữa bệnh dự đám tăng hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối có tin vui chuyện vui gặp lại người xưa có người đi xa tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi di chuyển Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại, di chuyển có rủi ro, hoặc có tin buồn. Về việc làm cũng nên cẩn trọng, không nên hấp tấp vội vàng, dễ xảy ra những chuyện không vừa ý, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Con số may mắn, 37, 42. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, thân, hợi, sửu. Tử vi tuổi sửu. Vận trình ngày chủ nhật này cho thấy người tuổi Sửu vốn luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Ngày hôm nay, được sự nâng đỡ của chính quan, bạn có cơ hội khẳng định vị thế của mình, giành được lòng tin của không chỉ đồng nghiệp và còn của cả những người có quyền cao chức trọng. Với bạn tuổi Sửu, đây cũng là một trong những cơ hội tốt để bạn tiếp tục thăng tiến trong tương lai và với bạn đừng sợ hãi hay lùi bước khi phải đối diện với khó khăn hay thất bại bởi đó chính là lúc bạn rèn luyện bản thân chờ đợi thời cơ tỏa sáng hơn bất kỳ ai may mắn hơn trong ngày chủ nhật này bạn cũng gặp được ngày có thổ sinh kim cho thấy những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói cũng như hành động dễ gặp chuyện thư kiện thị phi mắc lừa bị áp lực nói ngược tính toán sai lầm đưa đến thiệt hại sự mong cầu về tiền bạc khó khăn nếu có thì cũng phải chịu nhiều điều kiện không thuận lợi tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ ý kiến để giải quyết vấn đề tài chính tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy mọi việc nên có sự chậm rãi dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi đứng trựng chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa Nên thay đổi công việc, người hồn hạp, tìm bạn mới, di chuyển. Ngày có chuyện vui hoặc có người đem đến sự thuận lợi cho mình. Tuy nhiên dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí cẩn trọng khi cầu tài dễ có sự trái ý tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ việc cầu mong đi xa để giao dịch làm ăn hoặc cầu tài đều khó có kết quả như ý có sự sai hẹn rời hẹn nếu có tài lộc chỉ là tiền tạm ứng vay mượn hoặc chỉ là tiền chuyển giao cho người khác tiền chia trác nên quay về nơi trốn cũ thì tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc chớ nên hấp tấp vội vàng hoặc làm chuyện liều lĩnh khi chưa nắm vững được sự việc vì còn có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày tin tức tốt xấu lẫn lộn nên có sự nhu nhuyễn luồn lách xoay trở khéo léo tránh sự hư hại được điều này lại mất điều kia sự mong cầu về tiền bạc tuy tốt nhưng cũng nên cẩn thận có sự hao tốn hư hại con số may mắn 10 39 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường nâu vàng quý nhân phù trợ tý sửu tỵ Tử vi tuổi dần. Theo tử vi ngày chủ nhật này cho thấy cục diện ngủ hành dần thân tương xung, người tuổi dần sẽ phải vô cùng vất vả để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Bạn gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai và điều này có thể khiến bạn cảm thấy bi quan, thậm chí muốn từ bỏ. Vì vậy, với bạn tuổi dần một khi đã bắt tay vào công việc gì, không nên sao nhãng nghĩ đến những chuyện khác khiến bản thân mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi những suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn giải quyết công việc nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Trên con đường tài lộc trong ngày Chủ nhật này, với bạn tuổi dần do nhận được sự giúp đỡ của thực thần chiếu mệnh mà người làm công việc tự do có thể thu được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, dù là trong lúc rủng rỉnh, bạn cũng không nên tiêu xài phung phí. Hãy lập kế hoạch cho tương lai. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính và có sự thay đổi mọi mặt tài lộc vào nhanh ra nhanh tiền đáo hạn hoặc công việc tình cảm sức khỏe đã đến lúc phải kết thúc có quý nhân giúp đỡ tin tức mong đợi từ lâu đã đến hạp nghề mỹ thuật gia công chế biến thời trang tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng dù việc có gấp gáp chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng nên tìm gặp quý nhân bè bạn cho biết ý kiến ngày có khách đến hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ thay đổi công việc di chuyển tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển bất lợi tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mọi sự việc hoặc tin tức mong cầu sẽ đến rất nhanh ngày có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân có lợi mà cũng có hại nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại di chuyển có tin buồn tài lộc vào nhanh ra nhanh có quý nhân giúp đỡ tin tức mong đợi từ lâu đã đến tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày sung của bổn mạng trong việc giao thiệp qua lại giữa mình và người khác nên có sự dè dặt có sự trái ý hiểu lầm bất mãn ngấm ngầm có cuộc đi ngắn hoặc gặp việc cần phải giải quyết ngày có nhiều điều không an tâm có tin buồn nên tìm gặp quý nhân, cấp trên, hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Con số may mắn, 43, 50. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, tí, tuất, hợi. Tử vi tuổi mão. Xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy, thương quan giáng họa, người tuổi mão cần phải cực kỳ cẩn trọng khi giao tiếp với cấp trên trong ngày hôm nay chỉ một câu nói lỡ lời của bạn thôi cũng có thể khiến bầu không khí căng thẳng hơn hoặc khiến cấp trên có ấn tượng không tốt về bạn và với bạn tuổi mão nếu có vấn đề gì xảy ra bạn cần giải quyết một cách bình tĩnh và thận trọng chứ không nên quá lo lắng sốt ruột thậm chí là suy nghĩ bi quan muốn bỏ cuộc cho rằng mình là con giáp khó thăng chức khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống chẳng ai có thể luôn luôn thuận lợi Bên cạnh đó, trong ngày đang gặp Kim Khắc Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Tử Vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, ngày cầu mong về tin tức không tốt, không thuận lợi. Nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói cũng như hành động dễ gặp chuyện thị phi, bị áp lực nói ngược nặng về tình cảm quá nhiều thì gặp sự thiệt thòi có tin buồn có tài lộc nhỏ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nhiều biến động thay đổi trong công việc ngày có nhiều công việc cần phải giải quyết vừa về việc làm công danh cho đến tình cảm không nên e ngại khi thấy có trở ngại chậm trễ ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ tiệc tùng mua sắm có cuộc đi ngắn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có nhiều biến động thay đổi trong công việc cũng như trong gia đạo tình cảm có sự gặp gỡ hội ngộ thân nhân bè bạn không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ chắc trở nhưng vẫn có kết quả ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ tiệc tùng mua sắm có cuộc đi ngắn nhưng phải nên cẩn trọng về di chuyển có hư hại nhỏ hoặc có tin buồn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên mưu sự những việc lớn lao hoặc bày vẽ chuyện vui chơi giải trí sẽ gặp sự thất bại đi không lại về không hoặc có tin sai hẹn lỡ hẹn rời hẹn của mình hoặc thân nhân nếu có tài lộc chỉ là tiền của chuyện cũ có tin vui hoặc gặp bè bạn có khách có lộc ăn hoặc có tin thuận lợi về việc mình mong cầu tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày không nên mưu sự những việc lớn lao hoặc có tính cách lâu dài sẽ khó thành công gặp trở ngại bị bỏ dở do đó dù là việc vui chơi cũng cần có sự giới hạn chỉ đem lại đa sầu hoặc gặp sự rủi ro nếu mọi sự biết nhu nhuyễn thì tốt. Hứa hẹn nhiều cũng chẳng được gì. Con số may mắn, 47, 66. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, ghi. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. Tử vi tuổi thìn. Ngày chủ nhật này thầy tử vi chỉ ra rằng, nhờ có tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay chỉ cần luôn chú ý vào công việc được giao bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan bạn tuổi thìn dù vốn là con giáp tốt bụng nhưng bạn cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế hãy cởi mở với mọi người hơn đặc biệt là trong việc trao đổi ý kiến bởi đây là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót hoàn thiện bản thân xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh khai trương vì vậy người làm kinh doanh buôn bán không nên thực hiện hoạt động này hãy chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên mưu sự có nhiều bất lợi cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an có nhiều sự bất hòa trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Có tài lộc, tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Ngày có nhiều áp lực, chắc trở khó khăn khiến mình phải lo âu vì sự việc xảy ra hoàn toàn khác với dự tính. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có nhiều sự bất hòa lùng cùng trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác không nên mưu sự có rủi ro tính toán sai lầm cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính, chậm trễ, lỡ hẹn. Mọi việc không nên gấp gáp vội vã, đề phòng rủi ro, khẩu thiệt tranh cãi, gặp tiểu nhân hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Con số may mắn: 51, 68. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Dần, Mão, Thân. Tử vi tuổi tỵ, xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy, người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay nhờ có nhị hợp phù trợ. Bạn nhanh chóng nắm bắt được bản chất vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác, khiến mọi việc dù có khó khăn cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Với bạn tuổi tỵ là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng nhớ đến những điều bạn đã làm do đó một khi đã giúp đỡ ai thì hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư đừng so đo thiệt hơn để tránh những buồn bực không đáng có bên cạnh đó trong ngày cũng đang gặp hòa khắc kim về mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại đừng để tình cảm đôi bên phai nhạt tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa Tốt hơn là nên giữ hòa khí, chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần. Việc mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Ngày chỉ nên làm việc bình thường, mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận. Chưa phải là lúc quyết định. Tài lộc bình thường, có sự mua sắm nhỏ, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tin tức không vừa ý nên tìm gặp quý nhân cho ý kiến tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc những việc mình biết hoặc được sự ưu ái giúp đỡ của người khác thì nên giữ kín e có người tranh cạnh mọi việc càng nói ít thì càng tốt ngày dễ có sự hao tốn chi phí nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện thị phi trách oán không có lợi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim Việc mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Tốt hơn là nên giữ hòa khí, thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần, ngày chỉ nên làm việc bình thường, mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận. Chưa phải là lúc quyết định, tài lộc bình thường, có sự mua sắm nhỏ, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Nếu có thấy điều lợi gì thì nên dừng bước không nên tiến thêm sẽ có điều không tốt hoặc không có lợi lộc thỏa đáng làm gì cũng nên giới hạn, cũng không nên buông thả, lơ là, cần giữ lấy uy tín của mình. Cũng không nên tự ái hoặc có anh hùng tính chỉ gây ra sự thiệt thòi. Con số may mắn, 4, 53. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, mùi. Tử vi tuổi ngọ. Ngày này với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có hòa khắc kim, cho thấy bạn tuổi ngọ không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn bởi bạn có biết mình đang vô tình dồn hết trách nhiệm cho nửa kia khiến người ấy phải chịu nhiều áp lực hay không đối với những người trẻ tuổi trong ngày này có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ mình hoặc những người lớn tuổi hơn mình trước khi cáo kỉnh đưa ra lời phản bác bản mệnh hãy thử lắng nghe ý kiến của người đi trước bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi may mắn là trong ngày đang có được chính tài chiếu mệnh cho thấy tình hình tài chính của bản mệnh đang khá khả quan bạn có thể không làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng không phải là người có mức đãi ngộ cao tuy nhiên bạn luôn chi tiêu có kế hoạch nên chẳng bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày xấu không nên tiến hành giải quyết những công việc quan trọng mọi sự đều nên cẩn trọng dễ gặp rủi ro thất bại tai nạn mất danh tiếng không nên đến những nơi đông đảo sẽ hoàn toàn không có lợi khẩu thiệt thị phi gia đạo bất an sức khỏe không tốt nếu thấy có điều lợi thì phải coi chừng lợi và hại đi đôi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối ngày không nên làm gì nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân bè bạn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày xấu không nên tiến hành những công việc quan trọng mọi sự đều nên cẩn trọng dễ gặp rủi ro thất bại tai nạn mất danh tiếng không nên đến những nơi đông đảo sẽ hoàn toàn không có lợi khẩu thiệt thị phi tranh cãi gia đạo bất an sức khỏe không tốt nếu thấy có điều lợi thì phải coi chừng lợi và hại đi đôi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến khiến mình phải lo âu giải quyết hoặc là ngày chỉ nên xem xét lại những vấn đề xưa cũ tiến hành thì bất lợi có sự đáo hạn, hẹn ước về tiền bạc cũng như về sự gặp gỡ. Dễ gặp những chuyện không như ý hoặc gặp rủi ro. Nên xem xét lại các phương tiện di chuyển, cẩn trọng về lời nói, có sự bất hòa. Con số may mắn, 3, 15. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, vàng cam. Quý nhân phù trợ, tị, mùi, tuất. Tử vi tuổi mùi vận trình ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy do có chính quan chiếu mệnh người tuổi mùi có một ngày làm việc cực kỳ thuận lợi bạn không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn đề ra được những phương pháp giải quyết vấn đề mới mẻ đáng được thử nghiệm với bạn tuổi mùi đang có được tinh thần làm việc trách nhiệm cao bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp vì vậy nếu có tham gia vào ứng cử vào vị trí nào bạn cũng sẽ có được sự ủng hộ lớn lao đây là yếu tố khiến sự nghiệp của bạn thêm phần thuận lợi bên cạnh đó ngày này bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh kim bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nếu có tài lộc chỉ là thành quả của việc làm tận tình của mình ở quá khứ có thể là quà tặng niềm vui hoặc vì nhân nghĩa nặng tình mà có người đem đến cho mình điều lợi điều vui mọi việc không nên tính toán có tin về sự lỗi hẹn rời hẹn hoặc có tin không kết quả về việc làm của thân nhân bè bạn tình cảm tốt ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đã đến lúc cần phải giải quyết công việc cho xong hoặc cần phải thay đổi phương hướng kế hoạch hiện tại nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện hoặc đã đến hẹn định kỳ nếu không thì công việc đang tiến hành sẽ có sự ngưng ngang phải giải quyết việc khác nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết đi xa có tin buồn, tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng giải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện tình cảm không nên tiến hành dễ có sự xa cách chia tay không có kết quả. Tin tức chậm trễ, sức khỏe không tốt. Có sự thiệt hại về tiền bạc, nếu có thì cũng chỉ là lộc bồi thường. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng phải gặp sự lên xuống gặp gành sau mới có kết quả có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa, có tin xa, nên tự mình đi tìm sẽ có điều lợi. Chuyện tình cảm, quan hệ qua lại cũng không nên hứa hẹn nhiều chưa phải là lúc quyết định. Nói chung mọi việc phải tự mình giải quyết. Con số may mắn, 18, 45. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cà phê. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi thân trong ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy thiên ấn phù trợ người tuổi thân tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình vì vậy ngày này với bạn tuổi mùi nếu có ý tưởng sáng tạo gì bản mệnh không nên trần trừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay bạn có thể đưa tập thể tiến những bước xa hơn nhờ ý tưởng đó đồng thời có thể đó cũng chính là cơ hội để bạn được thưởng hoặc được thăng tiến lên vị trí cao hơn cộng thêm trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bạn tuổi thân và những người khác giới tiến triển tốt đẹp nếu còn độc thân bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội biết đâu trong số những người đến với bạn lại có người tiền định của bạn thì sao tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết cẩn trọng chuyện thị phi ràng buộc vì lời nói việc làm gặp nhiều trở lực sức ép có tin tức về tình cảm ở xa nên đi xa rời chỗ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên cẩn thận đề phòng bất chắc an phận đợi thời cơ nhờ quý nhân giúp đỡ chờ đợi tin tức khác không nên đi xa di chuyển đi lại khai trương xuất hành ký kết hợp tác mong cầu về tài lộc ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước sẽ có kết quả cẩn trọng chuyện thị phi ràng buộc vì lời nói có tin tức về tình cảm ở xa nên đi xa rời chỗ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn, cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài. Con số may mắn, 11, 65. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng kim, trắng. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu. Thầy tử vi cho thấy trong ngày chủ nhật này, công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của tam hội. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó cùng với đó bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức may mắn hơn con giáp này trong ngày này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn đồng thời chỉ cho bạn những bài học đáng quý mà bạn chưa từng nhận ra giúp ích cho công việc sau này và ngày chủ nhật này nếu bạn tuổi dậu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi hướng tốt bao gồm hướng tây nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng chính đông sẽ giúp bạn gặp được tài thần tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy dù có nhận được tin tức không vừa ý cũng không nên nóng nảy mọi việc sẽ có cách giải quyết nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù đó là công việc hay vấn đề tình cảm di chuyển có sự hư hại về máy móc xe cộ đồ đạc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt hoặc nghe tin xấu về rủi ro tai nạn thất bại ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước cẩn trọng trong việc đi lại tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên đi xa di chuyển nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân tiệc tùng đình đám nếu có tài lộc chỉ là tiền đáo hạn, định kỳ hao cho người thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nếu thấy không có gì tiến triển hoặc thay đổi thì nên ra đi hoặc tìm phương kế khác. Có nhiều việc hoặc tin tức đến gây khó khăn trở ngại hoặc mình phải có sự âu lo giải quyết cho trọn vẹn. Có sự hao tán về gặp gỡ, giao thiệp. Con số may mắn 35, 44. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ sửu thân tuất tử vi tuổi tuất xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy với bạn tuổi tuất trải qua ngày này đang gặp thiên quan chiếu mệnh nên bạn tuổi tuất vướng phải nhiều điều không mong muốn trong ngày hôm nay bạn có thể sẽ phải đối diện với những rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra vì vậy hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó bên cạnh đó với bạn tuổi tuất cũng cần chú ý khi qua lại với những người có quyền cao chức trọng bạn vốn là người nhanh nhẹn và thông minh tuy nhiên bạn lại quá cứng đầu đôi khi không biết cách tùy cơ ứng biến nên dễ gây ấn tượng không tốt với lãnh đạo trên phương diện tình duyên trong ngày đang gặp được thổ sinh kim cho thấy người tuổi này rất vượng đào hoa nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu nếu biết cởi mở và chủ động hơn bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết hoặc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì mới có lợi ngày có nhiều tin không tốt về việc làm hay gặp sự cản trở gặp tiểu nhân bị ép buộc nếu có lợi lộc thì nên dừng bước tiến thêm thì gặp điều không hay ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo đề phòng rủi ro có người đến nhờ và mong giúp đỡ và chính mình cũng nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên tự mình ra đi để tìm tin tức hoặc giải quyết công việc nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường hoặc đang đi lại phải xoay về hướng khác nếu không có gì gấp gáp tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo có người đến nhờ vã mong giúp đỡ và chính mình cũng nên xin ý kiến của quý nhân cấp trên trước khi quyết định tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên hấp tấp trong mọi hành động nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi xoay chuyển sức khỏe không tốt nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa, có khách đến, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Có những công việc bắt buộc mình phải thay đổi hoặc phải ra đi tìm phương cách giải quyết, nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường, hoặc dự tính một đàng thì lại ra một nẻo. Có tài lộc của chuyện cũ hoặc gánh nợ từ lâu nay được giải quyết. Có tin buồn. Con số may mắn 22, 31. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu tử vi tuổi hợi. Trong ngày chủ nhật này gặp cục diện ngủ hành tương hại, đang khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, song nếu bạn nóng nảy, mất bình tĩnh thì tức là bạn ra rơi vào bẫy của những kẻ này. Và trong công việc, với bạn tuổi hợi đang có tâm tính kích động dễ khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với những người đáng tin cậy hoặc giàu kinh nghiệm trước. Ngày này cũng đang gặp ngày có Kim Sinh Thủy vượng, may mắn cho vận trình của bạn là nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn cũng biết nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tử Vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến hoặc về vật chất nên thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mọi việc có liên quan đến tình cảm vui chơi chỉ nên giới hạn dễ có sự hao tốn mà lại chẳng có lợi nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức dễ có trở ngại hoặc có chuyện bất hòa có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nếu thấy khả năng của mình có thể đảm đương thì nên mạnh dạn đảm trách. Bằng ngược lại thì nên chờ vào một dịp khác, tiến lên có điều không hay, thiệt thòi, dù sau cũng tự hoạch định cho mình một hướng đi mới. Không nên bàn bạc chỉ nên giữ kín và không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt, hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến, vật chất. Con số may mắn, 27, 40. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường xanh nước biển trắng quý nhân phù trợ tý sửu mão cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại